Gia đình bà Nguyễn Minh Thu ở xã Ôn Lương, huyện Phú Lương có 4 thế hệ cùng chung sống. Mỗi lứa tuổi, mỗi cách nghĩ, nếp sống, công việc khác nhau, nhưng chính sự tôn trọng, yêu thương là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình. Vì vậy, nhiều năm nay, gia đình bà luôn được địa phương suy tôn là gia đình văn hóa, nhờ nếp sống gương mẫu, trên dưới thuận hòa và lối ứng xử giản dị. Chúng tôi thường xuyên có những bữa cơm gia đình, và trong bữa cơm gia đình để giáo dục cái truyền thống của gia đình về các cư xử, rồi đoàn kết trong gia đình và thương yêu nhau. Nhiều năm nay, chị Hằng, con dâu bà Thu, luôn sắp xếp để nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Bữa cơm chính là khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc và sum vầy của tất cả mọi người. Sau những ngày làm việc ấy, vất vả thì gia đình sum họp lại, ngồi ăn với nhau, chia sẻ những cái niềm vui và có cảm thấy rất là hạnh phúc. Như cái món ăn mà cần phải cầu kỳ, nấu cầu kỳ thì tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi. Và sau khi đi làm về thì đã tiếp tục để hoàn thiện và nấu được những bữa ăn ngon cho gia đình. Vừa làm con dâu, cũng vừa làm mẹ chồng để duy trì mối quan hệ và ngọn lửa ấm của gia đình. Ngoài việc yêu thương và chăm sóc mẹ chồng như chính mẹ đẻ, chị Ma Thị Vấn ở xóm Kết Thành, xã Hợp Thành luôn coi con dâu như con gái của mình, thường xuyên lắng nghe, tôn trọng và cùng chia sẻ với con dâu trong công việc cũng như nuôi dạy con cái. Luôn là tấm gương về sự hiếu thảo và thủy chung để con cái noi theo. Mình đã sống với mẹ chồng 35 năm nay rồi. Thế thì con dâu thì mới về làm dâu được 1 năm nay, cho nên là mình cũng hướng dẫn cho con dâu là khi mà về sống chung với mẹ, với bà thì con phải cùng với bố mẹ và bà là phải giữ cái nề nếp gia phong đấy, của gia đình mình từ xưa đến nay. Thế thì để cho như vậy thì con cái trong nhà thì mới được hòa thuận. Là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm nay, vợ chồng anh Ma Tiến Quyền và chị Nguyễn Hương Giang luôn ý thức được rằng nền tảng để xây dựng được một gia đình hạnh phúc đó là sự quan tâm và chia sẻ. Cùng với đó, hai vợ chồng anh chị còn bảo ban nhau chăm chỉ chịu khó làm ăn. Đến nay với 70 đàn ong cho lấy mật, mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình anh chị thu nhập trên 100 triệu đồng. Hàng ngày thì tôi thường xuyên giúp vợ các cái công việc như trong sinh hoạt gia đình, như là nội trợ này, và dạy các con học tập. Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 309.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong tổng số trên 390.000 hộ. Trong đó, huyện Phú Lương có trên 25.500 hộ đạt danh hiệu này. Là địa phương đứng thứ hai trong tỉnh có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Là chúng tôi phát huy vai trò trong việc phối hợp với các cơ quan tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức các cái hoạt động gắn kết với các cái chương trình phong trào của các hội đoàn thể. Từ đó thì phát huy vai trò của các cá nhân, gia đình tham gia là các hội viên của các hội đoàn thể trên địa bàn, làm nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện phong trào, xây dựng các cái chương trình dự án để hỗ trợ phát triển kinh tế, các cái mô hình kinh tế trên địa bàn. Hàng năm tham mưu cho Ủy ban dân huyện tổ chức biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu ở trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động làm thường xuyên để từ đó nhân diện rộng và kịp thời động viên, khích lệ các hộ gia đình có những thành tích tốt, tiêu biểu. Có thể thấy để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi thành viên trong gia đình cần tiếp tục phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, giữ vững gia phong, làm tốt việc giáo dục con cái, người lớn phải luôn gương mẫu. Có như vậy, gia đình mới thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội, là pháo đài chống lại sự đẩy lùi các tệ nạn xã hội, từng bước hình thành nếp sống văn minh.